Hello, chào anh em nha. Đây mình quay nhà ở xã hội nè anh em. Cập nhật nhà ở xã hội. Cái đường này xuống nó là cuối đường luôn rồi. Giờ mình chạy bên đây. Mình chạy vừa quay. Một lầu quay anh em xem cho vui. Rồi, anh em thích mình này đăng ký ủng hộ kênh mình anh em. Đây người ta để coi vô mình quay ở trong rồi. Bên đây người ta gắn cửa, gắn khung cửa nè. Giờ mình vô bên trong quay. Đây nó chưa có lót gạch nha. Không biết này còn ướt không. Đang thi công. Rồi giờ mình chạy tiếp. Đây nó lót gạch rồi nè. Đây nó dài xuống tới dưới đây luôn, rất là nhiều căn xuống đó là cánh đồng ruộng. Qua đây đây nó đựng chứa vật liệu. Đây, nó vô mình quay sơ bên trong cái. Đây dây điện. Chuẩn bị đóng lập phòng. Đây cái cầu thang thì lên. Hình như là nước. Ống nước nè. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây. Bên đây là chắc là nhà bếp. Nấu ăn, nhà ăn. Trong đây là phòng ngủ nè. Phòng ngủ có hay sao. Gắn khung cửa vô hết rồi. Một trệt một lầu. Cái lầu ở trên rồi. Đây là dàn giáo người ta để người ta thi công. Dài dài lắm luôn. Giờ tới Tết nữa không biết có xong được không. Kệ, tới đâu còn quay tới đó cho anh em xem. Rồi bây giờ mình chạy lướt qua. Quay mấy phút à. Cho nên quay nước lướt chứ. Quay cặn kẽ mấy nhà này mất thời gian lắm. Anh em xem chán lắm. Dài quá. Gọn cho anh em xem đỡ chán. Rồi giờ qua anh quay cái khu bên kia nữa, cái nữa là mình kết thúc video. Cái đường này mình chạy ra cây cầu đò 2 nè. Thẳng qua bên đây là cây cầu đò 2.
căn đầu này xong rồi nè, chắc mới lạnh quá chừng nữa, chắc có người ở luôn hay sao đây. Gì đây, treo bảng gì đây, không văn sự miễn vào, xây gọn đẹp à, rồi có nhạc luôn, không văn sự miễn vào. Này con nhân đã không có làm. Này có cái nhà cũng đang xây, nhà cư dân à. Đường này mình đi thẳng luôn á, mình chạy ra cổng 2. Cổng 2 của Mega City, mình chạy vô đây. Từ cổng 2 chạy vô thẳng vô là đụng gặp cái nhà ở xã hội liền. Cái căn đầu tiên đây nè. Điện đang câu dây điện vô này. Cái mẫu này nó khác mẫu kia nè. Cũng một vài bột lầu mà cái mẫu này nó khác. Cái mẫu này thì mình thấy nè, từ cái ngoài đi vô nè, vậy mình thấy nó rộng hơn. Đây lên cầu thang. Đây là vô phòng khách. Đây mình để đồ như đây nè cũng được. Mẫu này mình thấy nó rộng hơn, ngon hơn. Này nhà vệ sinh. Đây nó chưa có lót gạch. Đây mình đi với điện nè. Đây là phòng ngủ. Ngủ thì cũng thoải mái nè. Mấy ổ điện. Rồi tới đây chào anh em nha. Bye bye, hẹn gặp lại.